Ngày 13 tháng 1 nhằm mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý, Chư Tăng và Phật tử Chùa Bình An, khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức đã tổ chức nấu và trao tặng 200 phần cơm từ thiện cho các bệnh nhân, người già neo đơn tại địa phương. Dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Bảo Nghiêm, Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam, trụ trì Chùa Bình An, đạo tràng Phật tử Chùa Bình An đã ân cần thăm hỏi và trao 50 phần cơm cho các cụ già tại Trung tâm Dưỡng Lão, huyện Hiệp Đức, 150 phần cơm từ thiện tại Bệnh viện huyện Hiệp Đức. Đây là chương trình được tổ chức định kỳ vào ngày mùng 1 hàng tháng của Chùa Bình An. Từ đầu năm đến nay, ngoài tặng cơm từ thiện, Chùa Bình An đã thực hiện nhiều đợt trao tặng quà, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện.